kỷ niệm 135 năm ngày vua Hàm Nghi ban dụ Cần Vương 13 tháng 7 năm 1885, 13 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ tổ chức lễ khánh thành, lễ rước, an vị, án thờ và long vị vua Hàm Nghi, bài vị binh bộ thượng thư Tôn Thất Thuyết, kỳ vị quận công Nguyễn Văn Tường, các tướng sĩ Cần Vương, các văn thân sĩ phu yêu nước trong phong trào Cần Vương, nhằm tri ân vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương, văn thân sĩ phu yêu nước trong phong trào Cần Vương. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Cam Lộ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Rước long vị vua Hàm Nghi vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 năm 2020 tại Thề Miếu, Đại Nội Huế, ra đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương tại khu di tích quốc gia Thành Tân Sở thuộc thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Rước bài vị binh bộ thượng thư Tôn Thất Thuyết vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 năm 2020 tại dinh Tôn Thất Thuyết, làng Vân Thế Trung, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, ra khu di tích quốc gia Thành Tân Sở thuộc thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Rước bài vị kỳ vĩ quận công Nguyễn Văn Tường vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 năm 2020 tại đền thờ kỳ vĩ quận công Nguyễn Văn Tường, thôn An Cư, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, ra khu di tích quốc gia Thành Tân Sở thuộc thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Lễ khánh thành đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2020 tại đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương, khu di tích quốc gia Thành Tân Sở, thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.